Đoàn dàn đoàn heo sinh, bây giờ mình chơi con gì đây? Phoenix này. Úi giời, đầy rừng. Ngon. Thế bạn ấy pick van heo sinh chứ. Đấy. Rừng cứ để mình lo cho. Để mình hãy xem best van heo sinh thể hiện. Best, ok. Hãy xem đây, hãy xem mình thể hiện. Úi giời ơi. Nhưng rừng, xin rừng bạn ơi. Úi giời, xin rừng. Từ từ, phải nhắn tin nhẹ nhàng thôi. Ủa sao bạn S5 bạn ấy biết là mình kêu bét bát bét van heo sinh vậy? Thực sự trận này mình chơi với bạn bạn Nhật này với cả bạn ui vãi mà. S5 đâu chơi cùng đâu, sao biết hay vậy? Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm qua tính livestream chơi mà ấy quá. Giấc mơ hơi hơi đẹp một tí đâm ra thì hôm nay mới like được. Mình sẽ cố gắng like đều đặn và thường xuyên nhé. À, mọi người xem stream đăng ký kênh rồi bấm vào cái chuông ấy. Khi nào mà nó mình like nó sẽ báo về cái điện thoại nhá. Đấy. Trời ơi, kè không sao. Dân chơi mà sợ gì mưa rơi, đúng không? Hôm nay mình sẽ cho mọi người biết thế nào gọi là best van racing nhá, ok. Đi rừng luôn cho nó máu. Đúng rồi, đăng ký cho phát cho nó máu lửa. Mấy bạn xem mình, mấy bạn cũng kỳ nữa. Đánh ở xa này, bên kia sao chịu nổi? Bên kia làm sao chịu nổi? Chết chắc rồi, bên kia chết chắc rồi, đầu hàng đi mấy cậu ơi. Ai chơi van racing thì mình không biết, chứ mình chơi van racing thì rất là tệ luôn. Vì thế nên thôi, đầu hàng cho nó chắc ăn. Mấy bạn bên kia đầu hàng đi, sợ. Sợ luôn á? Gì mà mới chơi mà đã sợ rồi, đừng có sợ. Mình chơi con này kém lắm. Mình chỉ biết phá game là chín thôi. Ui rồi, hôm nay bạn đập mình gọi là giữa đồng không mông quạnh. Không biết làm sao đấy. Ô, mất rừng luôn kìa. Á, chà chà, cướp rừng luôn nhở. Hay đấy. Chống cự này. Chống cự là bụng bụng này. Chống cự, chống cự, chống cự. Chống cự, chống cự, chống cự, chống cự, chống cự. Chống cự, chống cự, chống cự, chống cự, chống cự, chống cự, chống cự này. Thích chống cự không? Bạn thích thì mình nhích, bạn chẳng cần phải khiêu khích mình làm gì hết trơn ấy. Bạn thích chống cự không? Mình đã bảo rồi, best van helsing. Hơi bị gớm. Dù trận này thế này thế nào chăng nữa thì không biết, nhưng mà trận này mình lấy rồng, lấy rồng, lấy rồng, lấy rồng, lấy rồng, lấy rồng, lấy rồng. Anh em lấy con rồng nào. Ui giời ơi, sao lại đứng trên yếu đuối thế? Bị van violet bạn ấy gọi là lụm lúa mất cái trụ bây giờ. Mất mất người rồi, mất mạng, mất mạng còn mất trụ nữa thì chết luôn ấy. Đấy, ghê không? Ghê không? Ấy giời mình căn mình bắn. Van mình nhớ ta nhé. Ấy giời ơi. Nhớ chưa? Này thì lao vào này, lao vào cấp 3 này đi đâu? Hả? Cấp 3 đi đâu? Cấp 3 đi đâu? Hả? À, chà chà cấp 3 đi đâu? Ôi giời ơi, cấp 3 thôi mà. Giời ơi, tớ đã bảo vét van heo sinh rồi, cậu này không tin. Tớ đã nói rồi. Cứ đùa với tớ làm cái gì? 2 điểm hỗ trợ ngọt sớt. Ai ngon lành ngành đào ngay. Chưa đâu, chi hết. Bây giờ mới chỉ AFK đi à? Cái gì đấy? Đừng nha, đừng có AFK nha. Hãy xem mình thể hiện best van racing nó như thế nào chứ. Tại sao lại phải AFK nhở? Ê, trời ơi, mình tưởng mình bị lag chứ. Vãi cả hồn.
hết cả hồn, tự dưng đứng đơ đơ như cái cơ vậy á, làm sợ chết khiếp đi được. Có cái nào ở bên này có bùi xanh không? Ê, ê. Ôi men, hay 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 hay, cái gì vậy? Hai mạng luôn, không ăn được mạng nào là thế nào? Mấy bạn chứ kỳ cục thế. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Lên đi bạn, lên đi. Đúng rồi, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Thế không ăn được một mạng đời, sao mà nó đen thế nhở? Mình nhớ làm số mình cũng đâu đến nỗi tệ thế mức độ mà không ăn được một con nào thế, không ăn được một mạng nào thế này thì làm sao mà sống đây? Mồm thì đói rồi, mạng thì không ăn được. Lấy không nổi, lấy cái gì, 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 lấy cái gì. Hỗ trợ 5 mạng luôn. Thế chắc cả trong cái trận này có ai hỗ trợ được bằng mình chưa? Chưa đúng không? Tại sao vậy? Tại sao mà mình lại hỗ trợ nhiều thế? Tại sao mình không phải là người KS? Tại vì sao? Tại vì mình là best van Helsing mà, đúng không? Từ từ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Bình thôi. Đánh cho bạn khóc luôn này. Rồi xong bên kia đợt này khóc rồi. Chán quá. Thế mình mấy bạn ơi, mình mong mấy bạn chết nhiều nhiều một chút để cho mình có gọi là đất diễn chút nhá. Nhưng mà nhớ chết ít ít thôi để cho mình có đất diễn chứ mình kêu best van Helsing mà toàn đi hỗ trợ thế này rồi người ta cười cho vào đầu chết chết luôn ấy. Hay quá, mình này hay quá. Cố lên bạn ơi, chết chết nhiều nhiều vào. Chết nhiều vào, chết nhiều vào, chết nhiều vào, chết nhiều vào. Chết mà chết nhiều vừa vừa thôi nha, đừng có nhiều quá nè. Đây 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 đây, mình tới đây, mình tới đây. Mình tới đây, mình tới đây, mình tới đây, mình tới đây. Peng. Oh, yeah, thì được rồi, được một mạng rồi. Oh, được một mạng rồi. Được một mạng rồi, được một mạng rồi, được một mạng rồi. Mấy cậu ơi, mình được một mạng rồi nè. Mấy bạn xem stream ơi, mình được một mạng rồi. Ôi trời ơi, mừng quá đi mất tôi. Có ai chúc mừng mình gì, chúc mừng đi. Chúc mừng đi mà. Ôi, được một mạng vui muốn chết luôn, chả ai chúc mừng gì hết trơn. Ok, mình tới đây, mình tới đây. Ý giời, đi đâu, đi đâu, đi đâu. Cậu này muốn chạy à? Tớ đã bảo tớ biết van heo sinh mà. Không có tin là thế nào, không biết nữa chứ. Nói không nghe đâu, nói không nghe tao phóng chết luôn đấy chứ, ở đâu mà đùa. Bạn Violet, bạn thò đầu ra. Và đấy mình núp 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 mà chết rồi đấy nhở. Tốc độ chạy lên giày kiên cường đi, đỡ bị choáng. Đâu rồi, đâu rồi? Ôi, ôi trời, đang lên giày kiên cường cái bạn biến mất tiêu luôn. Kỳ cục quá. Sao bạn không ở lại với mình chơi với mình một chút xíu thôi? Khổ quá cơ. Phát cái trưởng. Em là cây cú à? Ủa, mình đâu có cây cú đâu mà tại sao mình phải đặt tên là cây cú nhỉ? Mình phải đặt tên là sung sướng. Đấy, mọi người nhớ nhá. Hôm sau mà có đặt tên thì hãy đặt tên là sung sướng. Tao chạy về cũng không kịp là sao? Ý bạn nói là sao đây? Chuẩn bị lao vào này, chuẩn bị lao vào này, chuẩn bị lao vào, lao vào, lao vào, lao vào, uầy 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 uầy, chơi mình luôn à? Chơi mình luôn à cậu? Oh man, hey, hey 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 hey, anh rất tỉnh mà đẹp trai. Like một cái coi, mọi người like cho bạn rất phi một cái coi. Bạn này quá tỉnh luôn, bạn này quay lại mà xúc mình luôn. Bạn này không biết đang đối diện với một sự thật thật khủng khiếp, đó là Best Van Helsing. Bạn về Best Van Helsing. Ngày hôm nay trận đấu này mình là Best Van Helsing, ok. Này, bạn ấy không biết sự thật gọi là đắng lòng. Thật sự ra mà nói thì mình không muốn đâu, nhưng mà mình phải giết bạn thôi. Thể hiện cái sự gọi là bá đạo của mình. Đấy, đứng đây cũng đủ giết rồi này. Tầm đánh nó xa này cơ mà. Ái chà chà, ái chà chà. Rồi, 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 rồi. Gặp đi viện đi, đi viện đi, đi viện đi. Đi viện đi, đi viện đi. Đã bảo rồi, đi viện đi. Đi viện đi, đi viện đi, đi viện đi. Đi viện đi cậu ơi, đi viện đi. Double tap, double tap rồi. Double tap rồi. Khổ quá cơ, tớ đã bảo rồi. Best Van Helsing. Ok, ok, ok man. Mình đã nói rồi, đâu có sai đâu mà. Nói cứ thế cơ chứ. Khổ bạn ấy ghê. Bạn không về là coi chừng bạn chết đấy. Tớ nói trước, tớ phóng rồi. Khác gì siêu nhân đâu. Cậu có thấy tớ phóng khác gì siêu nhân đâu. Đấy.
Mình đã bảo hôm nay trận đấu này mình là best man Helsing, ok. Nãy là best slim mọi người đã thấy rồi, best violet cũng đã thấy rồi, thì trận này là best man Helsing. Rất là tiếc cái này không có John ấy, có John là mình trở thành best John luôn rồi đấy. Xúc luôn à? Ừ thì chơi luôn, dân chơi mà sợ gì mưa rơi. Xúc luôn, xúc luôn, không việc gì phải sợ đó cả. Cấp 14 nào, đủ ăn rồi. Ôi giời ơi, quay. Cố lên, cố lên. Oh, oh man. King Kong đã bị mình hạ gục luôn rồi. Mọi người thấy chưa? King Kong còn bị chết, nó huống gì là người. Người làm sao mà chịu được? 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 Tớ bảo rồi, người không chịu nổi với nhiệt đâu. Tớ không bảo rồi, tớ đã bảo rồi. Yeah. Cậu không về nào, choáng một cái là coi như là cuộc đời cậu tàn theo mây khói luôn ấy. Cậu giống như là một áng mây luôn ấy. Mà áng mây nó rất là buồn. Ok, gió chiều nào là mình theo chiều đấy liền. Van gánh tem, tớ đã bảo bét Van Helsing rồi, van gánh cái gì. Choáng này, choáng này, choáng này. Không về được luôn, không về được luôn, không về được luôn. Tớ đã bảo cậu đi về. Tại sao vậy? Tại sao cậu không về? Đứng lại làm cái gì không biết được chứ. Mình đã bảo mình bét Van ở đây rồi. Trận này mình là bét Van Helsing. Tại vì trận này chỉ có một mình là Van Helsing. Vì thế mình chắc chắn là bét rồi. Kể cả mình không 10 mình cũng là bét. Ok, ok man. Này, ngon lành gành đau ngay. Cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh anh. Mình nói đâu có sai đâu. Ôi giời, hồi đầu hỗ trợ 6 mạng luôn ấy. Mà từ đây, ánh mắt tôi thật sự đáng sợ. Ánh mắt giết người nó hiện lên, nó lóe lên một cái tia chớp. Mà bên kia họ phải nhìn thấy là họ phải khiếp sợ luôn. Một cái ánh mắt không thể nào mà lạc vào đâu được. Trong cả team mình không có ai có. Á chà chà, cướp à, cướp à. Ôi giời ơi, choáng rồi, choáng rồi, choáng rồi, choáng rồi, choáng rồi. Tớ đã bảo cậu rồi. Tại sao vậy cậu? Quay, coi chừng nó nảy lên một cái mà chết em luôn ấy. Này, làm sao? Ôi! Vỗ tay nào, giời, bộc phá hay quá. Toro bộc phá hay quá. Vỗ tay, ôi giời, làm sao mà hay được thế cái gì nhỉ? Mình không ngờ bạn bộc phá vào đây mà tuyệt vời luôn ấy. Mình phải khen. Hay, tuyệt vời. Ấy, ôi giời ơi, quá hay, bộc phá, tuyệt vời luôn. Không thể tin được. Tớ ghét cậu rồi. Mì ngon bắt Van đi Hải. Ê giời, mấy bạn ấy nói chuyện với nhau ấy. Mì ngon bắt Van đi Hải, chắc là mấy bạn ấy đánh cùng nhau ấy. Xong rồi người này, bạn này tên Hải, còn bạn kia tên là tên là gì đấy. Đấy, vì thế nên mấy bạn ấy kêu là chửi nhau xong rồi. Ừ để em, đứng. Cố lên. Cố gắng nha. Đừng có nản chí nha, bắt không được đừng có khóc nha. Chết ngược này đừng có khóc chứ. Này thì đợt này bắt đi. Đợt này cho cậu biết thế nào được gọi là sức mạnh của Van Helsing. Thế nào được gọi là best Van Helsing Việt Nam. Đấy, cho cậu biết luôn. Bắt nó đi. Tớ đứng đây, tớ đứng một đống ấy này. Này thì bắt này, không biết ai là người bắt được ai nhá, ok. Đấy, rồng nó, con rồng to thế, mình phóng cho hai cái, tập hợp, từ từ, tớ ăn cái con bùa đỏ cái đã. Sức mạnh ngàn cân nó dội lên đầu cái đã. Trời ơi, sao mà mấy cậu tốt đến thế cái chứ nhỉ? Trời, đồng đội mình nó tốt như thế này thì làm sao mà mình có thể nào mà bỏ rơi đồng đội mình được. Tập trung anh em đi. Choáng nhẹ cái thôi, nửa cây máu, sung sướng quá. Này bắt Van heo này, đứng đây này. Giời, đứng ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này, này cắm đầu cắm cổ chạy thế. Lao vào combat đi mấy cậu ơi. Tốt rồi. Trời ơi, đúng rồi, mạnh mẽ lên anh. Đúng rồi. Hay lắm, anh rất tỉnh và đẹp trai. Bên kia chết 2-3 rồi, bên mình cũng chết 3 luôn. Rồi, lao vào đi chứ. Trời ơi, máu còn có xíu thôi này anh. Vờ cờ Van nó giờ bắt làm sao được tớ. Cứ lùi về. Mình phải lên cho nó cái giáp tâm linh cái đã. À, giáp hổ mạnh cái đã. Đấy, lúc đó thì mình hổ báo có trôn được. Phải có người gọi là đỡ đầu cho mình chứ. Mình không thể nào yếu ngoài được. Đây, đứng đây.
Đi đâu? Trời ơi, sao mình lộ hàng quá. Trời ơi, lộ hàng thế này thì chết rồi. Trời, đang núp miêu lên, đang mà tỉnh người đi ra, con lính này hay ăn bùa gì đấy. Thế mà sao mà bắt được mình? Mấy bạn cứ kể chuyện tiếu lâm mà. Bắt bét Van Helsing đâu có phải dễ dàng cho mấy bạn muốn sờ là sờ đâu. Đấy, có giá lắm ấy chứ. Quán chiều. Wait, Toro. Hello anh Toro đẹp trai. Hào hoa phong nhã. Rồi, chết rồi. Chết Kali rồi. May quá Kali không chết. Tại vì biết sao bạn ấy không chết không? Tại sao bạn ấy lại bị John bên kia, bạn ấy gọi là bỏ mặc không? À, Ra bên kia bạn bỏ mặc. Tại vì thấy bóng dáng của mình đấy. Thấy cái bóng dáng mình thập thò ở chỗ này. Là bên kia sợ ngay. Chả mấy khi mà được gặp Pet Van Helsing, chả biết chạy lại xin chữ ký gì hết trơn đi. Cứ cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Khổ thế kìa chứ. Quay đây cái nào. Sao đây mình ký cho cái rồi thì mình giết luôn này, cho nó sung sướng. Rồi, la vào rồi. Thẳng. La vào rồi, chết luôn. Ôi không chết. Ôi rồi bắn nó tẹo tẹo máu thế à cậu Violet. Tôi thấy là mình chơi Violet là mình hơi bị sung đấy. Và mình hơi bị xanh đấy. Sao mà bạn bắn mình có tí xíu máu này. Yếu đuối quá, mạnh mẽ lên. Chuẩn bị ở bên kia mà. Không ấy là mình vào mình lấy cái con kinh công ấy nha. Đây, có chuối. Anh em đâu? Rồi, nhảy rồi. Toro nhảy rồi, mấy bạn ơi. Ơi, rồi. Trời, Van Helsing đã bị nằm xuống rồi. Hay quá, bên kia hay quá. Chạy đi đâu hả cậu? Không chạy đường nào. Chà, win nhá. Tớ win nhá. Lấy được cái gọi là cái giáp thiên thần của tớ mình là phải bỏ cả ba mạng ra như thế à. Tớ nhất, theo mình nghĩ là nhất thiết là không phải như vậy. Không nên làm thế. Tại vì làm thế tem mình sẽ phải chấp nhận một cái chết cục cay đắng. Đó là L-O-S-S. Vãi cả trưởng. Tại sao? Chỉ cần cái lớp giáp thôi mà. Mình chết mình được hồi sinh mà. Có cần phải căng phải không? Có cần phải lao ra rồi dồn hết combo vào người mình để lấy được cái gì? Chỉ có một cái lớp giáp thôi. Trong khi đó thì giờ lấy được lớp giáp của mình hồi sinh một cái tem bạn đã chết hết 3 người rồi. Kỳ cục quá. Vỗ tay. Rồi, bây giờ tới lượt ai đây? Tới lượt tướng gì đây? Đấy, từng tướng một. À, lần này tới lượt Phoenix. Mình có Phoenix, ok.